chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn khu vực tỉnh Lai Châu. Trên sông Đà tại trạm Pắc Ma, mực nước dao động theo điều tiết từ hồ thủy điện Pháp Ma trên sông Nậm Na tại Nậm Giàng, Nậm Bung tại Nà Hừ và sông Nậm Mu tại Tà Gia, mực nước biến đổi chậm theo điều tiết từ các hồ thủy điện. Dự báo cảnh báo trên sông Đà tại Pháp Ma, sông Nậm Na tại Nậm Giàng, sông Nậm Bung tại Nà Hừ và sông Nậm Mu tại Tà Gia, mực nước tiếp tục biến đổi theo điều tiết từ các hồ chứa thủy điện. Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm có thể xảy ra trong 24 giờ tới, không. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội không có. Xin được chuyển sang phần dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Có mây và không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến là từ 16 đến 33 độ, vùng núi cao là từ 13 đến 22 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Cụ thể tại khu vực thành phố Lai Châu, nhiệt độ dao động từ 16 đến 27 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Còn tại Mường Tè thì nhiệt độ ở đây là từ 19 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Khu vực Sìn Hồ nhiệt độ dao động từ 13 đến 22 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Tân Uyên nhiệt độ là từ 16 đến 30 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Khu vực Nậm Nhùn nhiệt độ là từ 19 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Còn tại Tam Đường thì nhiệt độ là từ 16 đến 30 độ và độ ẩm ở đây là từ 60 đến 95%. Khu vực Tân Uyên thì nhiệt độ là từ 16 đến 30 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 33 độ và độ ẩm ở đây là từ 60 đến 95%. Vâng, trên đây là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.